Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là Wayne Rooney mùa giải FA. Trước hết là về phần tốc độ, cầu thủ người Anh mùa này có tốc độ khá nhanh, nhưng trên hết là việc anh rất tích cực chủ động chạy chỗ xâm nhập vào vòng cấm đối thủ mỗi khi được xếp chơi vị trí CF hay CAM. Điều này giúp cho anh em dễ dàng tiếp cận khung thành đối phương bằng các tình huống chọc khe W hay QW. Còn về mặt xoay sở, 3 sao skill là một bất lợi cho các phương án xử lý bóng, nhưng cũng may là việc xoay sở bệ hướng thông thường của Rooney là rất ổn, nên việc cầm Rooney đi bóng qua người cũng không phải là điều gì quá khó khăn. Sức mạnh của Rooney ở mức khá và có phần kém hơn mùa BTB đôi chút. Nhìn chung, anh chịu được va đập. Nếu để Rooney có lợi thế vượt lên trước thì sẽ không dễ để lấy bóng trong chân của anh. Còn những pha tì vai thì anh sẽ gặp khó nếu gặp phải những đối thủ vượt trội hơn về mặt thể hình thể chất. Nhưng bù lại, với thăng bằng cao, anh sẽ rất khó ngã. Dứt điểm là một điểm mạnh khác của Rooney. Những pha ra chân của anh đôi khi rất ảo ma, đặc biệt là khi anh sút bóng bằng chân thuận của mình. Tổng quan, ở bên trong vòng cấm địa, Rooney sút tốt bằng cả hai chân, còn ở ngoài vòng cấm, chân trái sẽ có phần kém ổn định hơn một chút. Về mặt không chiến, do bất lợi về mặt thể hình, nên anh khó lòng mà nhảy lên tranh chấp được với CB cao to bên phía đội bạn. Thế nên phần lớn những pha không chiến thành công đều đến từ việc chọn vị trí trống trải trong vòng cấm. Dù vậy thì mình không đánh giá cao khả năng chạy chỗ để đón những quả tạt của Rooney mùa này. Cảm giác khi đồng đội có bóng ở bên cánh, Rooney sẽ có xu hướng chạy ra để phối hợp nhiều hơn là chủ động chờ một pha tạt bóng từ đồng đội. Khả năng băng truyền phối hợp của Rooney ở mức khá, tiền đạo người Anh cũng có khả năng truyền bóng tốt trong những tình huống phức tạp nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác. Còn về phần tạt bóng thì chỉ ở mức ổn, không phải là quá hay. Tổng kết lại, Rooney mùa giải FA có tốc độ khá nhanh, khả năng rơi dắt bóng ổn áp, tranh chấp ở mức khá, chuyền chọt khá hay, dứt điểm rất tốt bằng chân thuận với mọi kiểu sút, chân trái sẽ kém hơn một chút,
Nhược điểm của Rooney là anh chỉ có 3 sao skill và khả năng không chiến không tốt. Theo mình, vị trí thích hợp dành cho Rooney mùa này là CAM hoặc CF. Và trên đây là bài review của mình về Wayne Rooney mùa giải FA. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.